Hôm nay, bảng đấu của vòng chọn quân mang tên Siết Công Năng sẽ chính thức bắt đầu. 7 thí sinh với sự khéo léo và sự phi thường vượt quá giới hạn cho phép của một cơ thể con người hứa hẹn sẽ tiếp tục gửi đến quý khán giả những tiết mục mãn nhãn nhất, lãng mạn, thoát tim, thán phục, hoàn hảo. Sự đau đớn cuối cùng của cơ thể con người chịu đựng được. Vấn đề ở đây sau khi anh Cao Long anh diễn cái tiết mục này xong, từ đây thì sao là em không dám ăn tiếp anh nữa. Bây giờ hãy cùng chúng tôi tiếp tục đi tìm danh tính của nhân vật kỳ tài năm 2017. Tất cả đã sẵn sàng, hãy cùng bắt đầu với những dị nhân của bảng đấu Siết Công Năng. Một thế giới kỳ diệu đang đón chờ tất cả quý vị khán giả đến với kỳ tài lộ diện 2017. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhau chào đón hai hội đồng ban giám khảo ngày hôm nay cùng với kỳ tài lộ diện. Hội đồng ban giám khảo đầu tiên đó chính là ban giám khảo về kỹ năng biểu diễn, cặp đôi giám khảo Vân Sơn và Kiều Oanh. Và tiếp theo xin mời quý vị hãy chào đón cặp đôi giám khảo về kỹ năng chuyên môn, cố vấn chuyên môn nghệ sĩ Tập Kỹ Cao Long. Cùng với sư phụ Minh Tân. Và đêm thi ngày hôm nay, một đêm cũng rất quan trọng trong bảng đấu Siết Công Năng. Và với vòng chọn quân lần này, 7 tiết mục sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình để cho quý vị khán giả có được những cảm giác gây cấn, hồi hộp và hấp dẫn nhất. Và đương nhiên, với bảng điểm đến từ ban giám khảo sẽ quyết định xem những tiết mục và những cao thủ nào sẽ xứng đáng bước tiếp vào vòng trong. Và bên cạnh đó, chúng tôi sẽ có một món quà trực tiếp ngay tại sân khấu. Và món quà đó đến từ tình cảm của quý vị khán giả đang theo dõi trên sân khấu của kỳ tài lộ diện. Thí sinh nào sẽ có tỷ lệ phần trăm bình chọn nhiều nhất, cao nhất sẽ nhận được lập tức giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Và kính thưa quý vị, hy vọng tất cả mọi người sẽ không thử những trò mạo hiểm này ngay tại nhà hay bất cứ đâu dưới bất cứ hình thức nào. Ngay sau đây, đến lúc thượng đài kỳ tài lộ diện. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần trình diễn của thí sinh nữ duy nhất trong bảng đấu Siết Công Năng. Ở tuần trước thì cô ấy đã cống hiến cho tất cả mọi người sự mềm mại và uyển chuyển trên những vòng đu quay. Và tuần này hãy chờ đón xem cô ấy sẽ mang lại sự mềm mại ra sao với những chiếc thảm. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hoa.
trời ơi, các nàng tiên xinh đẹp, các cô gái Việt Nam tuyệt vời. Còn cái gì nữa mà nói? Tiết mục này không có lời lẽ gì mà khen mà để cho nó xứng đáng với tụi em hết trơn á. Tụi em là quá tuyệt vời cái tiết mục này. Không có thể nào ngờ được mà ngồi ở đây xem mà nó có cảm xúc như thế này. Không phải là một tiếng wow mà cả ngàn tiếng wow dành cho tụi em từ nãy tới giờ. Khán giả người ta wow, người ta đã lắm, sướng lắm. Một lần nữa một tràng vỗ tay thật lớn cho các em nè. Quá đã luôn. Còn chị Kiều Anh cảm thấy như thế nào ạ? Thôi nó đẹp khủng khiếp mà thật sự là Oanh nể, một lần nữa phải nói là sự nể phục. Một sự nể phục cho Kiều Anh, cúi đầu nể phục các bạn vì là cùng nữ với nhau mà. Trời ơi sao mà các bạn có thể giỏi đến mức độ, với là cái này phải tập luyện kinh khủng lắm. Và nể nữa là nể những bàn chân, những đôi chân. Sao mà có thể trụ lên rồi xoay đủ kiểu thổi. Phải nói là đây là những đôi chân và những cánh tay thiên thần thật sự. Quá đẹp đi, mà cái này mình đã tập luyện lâu lắm chưa? Cái này là tụi em tập cũng lâu lắm rồi. Giống như là hôm nay mà tập, nhưng ngày mai lại mất cảm giác. Thế là cứ đi tập lại hoài. Các bạn ở đây đó, ngoài cái tập luyện kỹ thuật cá nhân ra mà các bạn còn phải phối hợp đồng đội nữa. Cái đó mới là cái khó. Khi mà các bạn trụ lại với nhau, tạo những cái hình khối và các bạn dùng chân, dùng tay để mà quay những cái dù đó, nó tất cả mọi người nó phải động, mà động mà còn phải giữ thăng bằng ở trên cao nữa, đó là cái điều khó vô cùng. Và hồi nãy anh có thấy một cái động tác mà anh đã, nhưng mà anh thương quá, không biết làm sao mà nói. Thanh Hoa ở dưới cuối cùng tất cả đúng không? Thanh Hoa cuốn người, cuốn dẻo, trụ. Mà trụ bằng cái gì? Trụ bằng cái càm. Lên đây anh cho em coi nè, lên đây, lên đây. Coi càm ai? Lên đây anh cho em coi nè. Đây là những cái người mà hạ càm nha. Nè, thấy cái càm Thanh Hoa đẹp không? Đẹp. Em rờ cái càm Thanh Hoa đi, rờ nè. Thấy chưa? Chai hết rồi. Như cái gót chân. Một cái sự hy sinh rất là to lớn, một cái càm người phụ nữ như thế này, đẹp như thế này mà nó chai như cái gót chân. Một cái sự hy sinh vì nghệ thuật thật đó. Thật sự các bạn ơi, Kiều Anh chỉ xin các bạn một tràng pháo tay nữa đi, quý vị không biết nói gì. Quá. Em rất cảm ơn mấy chị ở đây đã cùng em biểu diễn ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trời ơi. Xin cảm ơn những người đồng nghiệp rất là tận tâm và chân thành với Thanh Hoa. Và bây giờ xin mời ý kiến chuyên môn đến từ giám khảo Cao Long. Rồi hôm nay là thế này. Em đang canh anh đó nha. Em đang canh anh đó nha. Em đẹp, để anh nói em đẹp. Ở trong đây cái bài này của chúng ta, cái cấu trúc của cái bài này nó phối hợp cả dẻo, cả thăng bằng, cả trò khéo. Một tổ hợp động tác của các bạn đã tập luyện rất nhiều. Nhất là trong siết một tiết mục cá nhân thì nó đơn giản, có thể tập nó dễ hơn, mồ hôi công sức cũng đổ ra, nhưng mà nó không khó như một tiết mục tập thể. Bởi lý do làm sao? Đây là 6 cá nhân mà cái trình độ kỹ thuật chuyên môn ít nhất của 6 bạn phải đồng đều ngang nhau. Thì khi tổ hợp động tác của các bạn phối hợp lại với nhau thì nó mới chính xác. Và điều thứ hai nữa, trong một tiết mục siết tập thể nó đòi hỏi cái tính kỷ luật rất cao. Như các bạn thấy đây đó, là cháu Thanh Hoa đang làm trụ 1 ở dưới, 3 người lên tới trụ 2, thí dụ làm cái trụ nãy, đến con ở trên, thì cái diễn viên trụ mà nằm ở dưới đó là nó nặng hơn diễn viên trụ 2. Nhưng tất cả 6 cái con người này nè, nó phải hòa đồng lại với nhau, hòa nhịp với nhau. Để mà phối hợp với một cá nhân hoặc khoảng 2 người thì nó rất là dễ, nhưng mà để phối hợp với quy mô tập thể đó là điều cực kỳ khó. Càng động tác kỹ thuật của quay lụa này chỉ cần nằm sai chỗ là có thể là người ở trên sẽ bị té xuống. Mà nhiều lúc tập luyện là cứ động tác này ok, lúc này ok, lúc sau không ok. Thế là người này lại bảo là ôi chỗ này người này nằm sai, người kia nằm sai, lại bàn tán với nhau, lại có khi là giận nhau. Giỏi hay hơn nữa là ba cái cô trụ ở dưới, trụ một ở dưới đó phải có một cái lực. Như thế là trong cái bài này nó đã tổng hợp hết những yếu tố của một diễn viên siếc. Tôi thấy ở đây là ngay từ những cái động tác mà chuyển lên để ráp trụ các bạn cũng rất thông minh, bởi vì tạo được cái hình tượng đẹp ở trên sân khấu, nó không bị rối. Điều thứ hai, trong tiết mục này nó được hòa quyện của âm thanh ánh sáng, tạo hình của các bạn, y trang y phục của các bạn đẹp, cộng theo những cái biểu hiện cái cơ thể của các bạn á, nó đẹp, nó nhuần nhuyễn với nhau. Nhưng ở đây nó không thấy cái chuyện trả bài. Cho nên hôm nay một tập thể này là biểu diễn tiết mục này, tôi cũng xin thưa các bạn là hết sức tuyệt vời. Xin cảm ơn giám khảo Cao Long, rất tuyệt vời. Xin mời ý kiến đến từ giám khảo sư phụ Minh Tân. Thì anh thấy những cái tiết mục của em diễn rất là hoàn hảo. Anh thấy là anh thích những cái tiết mục của các em. Xin cảm ơn
sư phụ Minh Tân. Và bây giờ xin mời tình cảm của quý vị khán giả nhấc thiết bị lên. Và nếu như chúng ta ủng hộ cho cả 6 cô gái phi thường này thì hãy ngại ngùng gì bấm nút bình chọn cho 6 cô gái ấy, đặc biệt là Thanh Hoa. Và tỷ lệ bình chọn sẽ là bao nhiêu đây? 100%. Trời ơi, tôi đang hy vọng đến con số 100. Chưa có ai nhận được số 100 cả. 94%, một trong những tỷ lệ cũng rất cao. Và chúc mừng Thanh Hoa cùng với những nữ đồng nghiệp. Và bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe số điểm đến từ hai hội đồng ban giám khảo. Số điểm của giám khảo Vân Sơn chúng tôi sẽ tạm giữ lại. Và cùng với số điểm của giám khảo Cao Long, xin mời số điểm đến từ Hội Liên hiệp chị em phụ nữ với nhau. Chị ơi, cho điểm đi chị. Trước khi cho điểm cho Kiều Oanh làm một việc này đi, thật lòng là xin cho phép Kiều Oanh tặng 6 bạn 6 đôi giày. Kiều Oanh muốn bảo vệ những đôi chân thiên thần này cho sữa nghe, để mỗi lần các bạn đi diễn nhớ đến là Kiều Oanh trân trọng các bạn vô cùng. Và quyết định của chị Kiều Oanh là? Dạ, năm chị kia vẫn 50 điểm, đem về từ từ xài. Thanh Hoa xài tại chỗ 10 điểm. 10 điểm dành cho nghệ sĩ Thanh Hoa. Cảm ơn giám khảo Kiều Oanh cùng với món quà là 6 đôi giày cho từng quý cô. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ sư phụ Minh Tân. Anh cho em số điểm 9.5. 9.5 đến từ sư phụ Minh Tân. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tân. Và ở tuần thi xuất quân vừa rồi, Nguyễn Văn Việt đã mang lại những giây phút rất gay cấn cho chúng ta. Và ở tuần thi đấu này, chúng tôi xin được khuyến cáo với tất cả mọi người không thử những trò nguy hiểm này tại nhà hay bất cứ đâu, dưới bất cứ hình thức nào. Xin mời Nguyễn Văn Việt. Những cái điều này mà bạn làm là đã thấy nó kinh khủng rồi. Cho nên những cái gì chuyên môn, những gì khen tặng là khán giả với lại hai vị sư phụ ở đây sẽ nhận xét với bạn. Còn với chị Oanh thì thiệt là bạn đối với Oanh là quá quá tuyệt rồi. Không phải nữ của hồi hộp đâu, anh Vân Sơn nam của hồi hộp nè. Dạ. Tiết mục của em là một tiết mục rất hay, mang một cái tính chất giải trí cao. Nhưng mà anh coi anh thấy đau quá, anh xót quá. Một người diễn viên mà phải hy sinh thân thể để mà mang một phần trình diễn đến cho khán giả xem, thì cái tinh thần trên sân khấu, cái tinh thần một người diễn viên của em nó rất là cao.
và em phải trải qua bao nhiêu là tập dượt, bao nhiêu là đau đớn mới diễn được tiết mục như thế này. Đối với lại cái tiết mục ngày hôm nay, em đã mang hết cái khả năng của mình ra để mà trình diễn như vậy. Và với phần công năng vừa rồi, hy vọng chúng tôi lắng nghe đôi lời chia sẻ về chuyên môn của sư phụ Cao Long. Như thế này, bây giờ chú nói việc nghe thế này, tức là một diễn viên biểu diễn xiếc công phu thì đòi hỏi cái sự luyện tập phải cho đủ độ rồi mới biểu diễn. Cái đó là điều tuyệt đối trong cái bộ môn để thực hiện xiếc công phu. Một diễn viên xiếc công phu đòi hỏi mà phải vượt qua được đó, tất cả các bộ phận, giống như tôi thị phạm để các bạn thấy trong cái sự đau đớn của một diễn viên xiếc công phu như thế này. Trời ơi, đây là cây búa bắn đinh. Trời ơi, còn đây là miếng ván và đây là một cái tờ giấy. Đây, tôi đặt tờ giấy lên trên miếng ván, đây là cái búa bắn đinh. Và bây giờ tôi chứng minh cho quý vị thấy đây là cái sự chịu đựng đưa tới giờ sự giới hạn cuối cùng của cơ thể con người. Long ơi. Sư phụ Cao Long còn nhận xét được tiếp không ạ? Tôi xin trình bày quý vị thấy đó là cái sự đau đớn đưa tới cái sự cuối cùng của cơ thể con người chịu đựng được. Đó là một diễn viên xiếc công phu đòi hỏi phải tập cho chính xác. Khi nào chúng ta tập chỉ ra cho các bạn trẻ để có được những cái định hướng tốt nhất trong bộ môn xiếc cũng như ảo thuật cũng như là công năng. Vấn đề ở đây sau khi anh Cao Long anh diễn cái tiết mục này xong rồi đó, là từ đây sau là em không dám ăn hiếp anh nữa. Em xin lỗi anh, hôm nay em không biết anh cao thủ do lâm vậy. Em xin lỗi em với Oanh, xin lỗi anh. Không nói chung là bữa giờ coi anh coi như em nói anh bậy bạ, anh bỏ qua chứ. Thôi vậy, có gì anh bỏ lỗi tụi em nha. Coi như trí nhớ em mất rồi em. Em mãi mãi thần tượng và hâm mộ anh mà anh Cao Long anh nhớ. Anh Long em yêu anh, trời ơi. Cảm ơn phần chia sẻ của giám khảo Cao Long. Xin mời sư phụ Minh Tân. Khi bắt đầu diễn là phải chuẩn bị những cái đạo cụ. Theo như thầy coi á, thì những cái đạo cụ nó chưa có đáp ứng đủ cái để mình lôi chiếc xe này. Chẳng hạn điển hình như là cái sợi dây, phải cho nó bự hơn nữa, mình sẽ bảo đảm trong cái lực để mình diễn. Thôi bây giờ thì thầy chỉ cầu mong con thành công trong những tiết mục tới. Dạ, chúc con thành công. Dạ, con cảm ơn thầy. Xin cảm ơn lời chia sẻ của giám khảo Minh Tân. Và bây giờ sẽ là phần bình chọn của quý vị khán giả trực tiếp có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Xin mời mọi người hãy cùng nhau bình chọn cho cao thủ Nguyễn Văn Việt. Với những cố gắng, ý chí kiên cường và đam mê lòng nhiệt huyết, và tỷ lệ phần trăm là 96%. Chúc mừng Nguyễn Văn Việt 96%, và hiện tại Nguyễn Văn Việt đang tạm dẫn đầu bảng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đón chờ số điểm đến từ ban giám khảo. Xin mời anh Vân Sơn. Với tất cả những cái sự cố gắng trong cái phần trình diễn của em ngày hôm nay, 10 điểm tuyệt đối cho tụi em. Nói chung là trước khi em đến tới cái cuộc thi ngày hôm nay thì em cũng đã có sự chuẩn bị, và cái lòng yêu nghề của em từ hồi năm 7 tuổi em đùng nóng cho tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em thể hiện, tuy mặc dầu tiết mục ngày hôm nay do lỗi kỹ thuật em cũng rất là tiếc, nếu được lọt vào vòng trong em sẽ biểu diễn những tiết mục nào em đảm bảo được cái sự an toàn tới tính mạng của mình. Minh Long cũng xin khuyến cáo với tất cả các anh chị em, nếu muốn học công phu phải đòi hỏi những cái ngày tháng tập luyện cực kỳ khổ và chịu đựng những cái đau đớn
tột cùng. Đó là những lời nói chân thành nhất đến từ một trái tim của một người nghệ sĩ công phu rất yêu nghề. Xin mời số điểm đến từ giám khảo Minh Tân. Thầy cho con 8 điểm rưỡi. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tân. Rất là đáng tiếc vì ngày hôm nay tiết mục của mình thành công chỉ mới một nửa thôi, không được thành công như mình mong muốn. Mình cũng rất tiếc về cái điều đó. Chắc chắn quý vị vẫn còn rất nhớ đến đôi tay vững chắc của anh chàng Trịnh Thắng ở vòng thi xuất quân. Và đêm nay với vòng chọn quân, chắc chắn đôi tay này sẽ càng vững chãi hơn và mạnh mẽ hơn nữa để khẳng định được vị trí của mình. Xin mời Trịnh Thắng. Thank you.
sĩ Trịnh Thắng đã hoàn thành được phần thi của mình. Thu phần đại diện của diễn viên xiếc Phương Đông. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi này ạ. Và bây giờ xin mời Trịnh Thắng cùng với Phương Đông cùng nán lại trên sân khấu để lắng nghe đôi lời chia sẻ đến từ ban giám khảo. Đây là mình có thể là cặp tiên đồng ngọc nữ đi, đẹp quá. Quá đẹp quá. Tụi em xứng đôi quá, tụi em đẹp lắm. Không biết là tình cảm tụi em như thế nào, bạn diễn hay là sao không biết, nhưng mà dạ, bạn Phương Đông này đó có biết là khi mà em trình diễn như vậy đó, là tất cả những người phụ nữ đây nè, người ta mơ ước được đứng cái chỗ của em không? Được chạm vào nơi ấy luôn. Đúng đó. Không? Không dám đâu. Sao vậy? Trời đất ơi. Sợ à? Không đâu, phải không mấy cưng, mình không dám đâu. Sao không dám chị? Chị Oanh không dám hả? Vậy vì đâu có phải ai mà có thể làm được cái chuyện mình như cô gái này được, khó lắm. Đấy. Dù muốn cũng không dù dám ước mơ nữa, thật sự á. Không còn cái từ, cái lời lẽ nào mà để khen tặng tụi em hết. Anh biết cái nghề xiếc của tụi em á, là tụi em tập vợt rất công phu. Tụi em bỏ dày công ra để tụi em tập. Một cái tiết mục như vậy đó là tụi em phải tập mấy năm trời. Hai anh em mới thuần thục để diễn được chung nhau như vậy. Bao nhiêu lần trục trặc, tai nạn, té, bầm dập mới được như vậy. Chứ không phải là hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta xem 5 phút đồng hồ mà nó đẹp như vậy, là các bạn phải bỏ ra bao nhiêu năm trời để các bạn tập được như vậy. Em cũng bị vài lần ta đứng cái động tác một tay rồi một động tác cuối cùng ấy, em đang đứng mà cái chân bàn nó trượt, thế là em rớt lên xuống. Trời ơi cũng mới đây thôi, cách đây mấy tháng rồi. Và chấn thương như thế nào ạ? Nói chung là đau vai nghỉ khoảng mấy tháng. Trời ơi, đau vai nghỉ mấy tháng, một diễn viên xiếc đau vai nghỉ mấy tháng để lấy lại phong độ rất là khó ạ. Tụi em hôm nay là tụi em đem đến cho khán giả, đem đến cho anh Sơn, cho chị Oanh, cho khán giả trường quay, cho khán giả truyền hình ở khắp mọi nơi xem một cái tiết mục thật đặc biệt, và cho tất cả mọi người Việt Nam chúng ta biết rằng xiếc Việt Nam chúng ta có những tài năng như thế này. Nếu mà chúng ta có đầy đủ điều kiện, chúng ta có đầy đủ sân chơi và những tiết mục thật đẹp như vậy sẽ chinh phục được những người Việt Nam, khán giả Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ Quỳnh không nhận xét đâu, vì nhận xét chuyên môn các bạn, nếu Quỳnh nhận xét nó không có đủ và cũng không đúng nữa, mà cũng không đủ tư cách để nhận xét các bạn. Nói thật, chỉ có như thế này nè, nếu có một điều ước, Quỳnh sẽ ước ao là khán giả sau khi coi chương trình này quan tâm nhiều và mê nhiều hơn, để có những cái sân khấu, để có nhiều xuất diễn cho các bạn diễn, để thấy rằng các bạn hay lắm, quá giỏi đi. Những điều tụi tôi có thể làm, bạn có thể làm được, nhưng những điều các bạn làm tụi tôi chắc chắn là không làm được. Chỉ là mơ ước tất cả xiếc ảo thuật lên ngôi hết đi, nhiều show diễn đùng đùng lên, tất cả đều phát triển để cho tất cả khán giả Việt Nam mình xem là hay vô cùng như này nè, xứng đáng đồng tiền để mà bỏ tiền ra mua vé. Xin cảm ơn giám khảo Kiều Anh rất nhiều. Và bây giờ xin mời sư phụ Minh Tân. Theo nghe anh thấy thì cái tiết mục của tụi em đó là phối hợp diễn chắc là anh xem thì anh thấy là chuyên nghiệp, tụi em phối hợp chắc là đẹp những cái tiết mục này. Thôi anh cũng chúc mừng tụi em. Bây giờ cái cấu trúc của cái bài diễn này là ra ngoài sân khấu nó ở đẹp, ở cái nó nhẹ nhàng kết hợp với cái âm nhạc. Cho nên tất cả những cái động tác tạo hình của cháu ở trên đây, động tác mà nghỉ khi cháu thực hiện xong động tác với bạn trợ diễn khi xuống nghỉ, thì cái tạo hình để lúc nghỉ quá đẹp, là khán giả người ta xem đó như là một phần của cái động tác, chứ không phải động tác mình nghỉ. Đó là cái thông minh của hai bạn là ở chỗ đó. Cái điều thứ hai nữa đó, trong động tác kỹ thuật đó, riêng của Thắng đó, lên khi động tác mà coi như là hãm tay rồi ha, bắt đầu đẩy tay, chuyển hết trọng lực, hết trọng tâm qua một tay rồi, thì khi chỗ đó mà khi thăng bằng chỗ đó Thắng thì rất tốt. Chú nói thật, nhưng cái đó nếu mà cháu giữ được thêm khoảng chừng 4 giây nữa thôi để nó đủ cái độ đã đó thì quá đẹp. Khi khán giả thấy những cái động tác của hai bạn nó hòa quyện vào nhau, giống như là dòng máu nó chảy luôn, cả hai người nó xuyên suốt vào hết. Cái đó là cái cảm giác rất tuyệt vời của một đôi cặp đại diện xiếc, cái tập thể nó là như thế. Mà khi giữ được cái cảm giác đó thì mới diễn được mấy cái thực hiện động tổ hợp động tác như thế này được. Điều đó hết sức tuyệt vời. Cái tiết mục này thì tập lâu, mình đầu tiên mình là tập đứng một mình trước, làm tập những động tác đứng tay là một mình, riêng đứng hai tay để mà chắc cũng phải mất ít, đã phải 6 tháng rồi. Thật chuyển sang một đợt tập bằng một tay là phải mất thêm 6 tháng nữa. Khi kết hợp với bạn đấy phải tập khoảng 1 năm nữa thì mới hai người mới đi diễn được. Và nào, mà nãy giờ mọi người đã vỗ tay và la hét rất là nhiều rồi. Bây giờ chỉ cần một động tác đơn giản thôi, bấm nút bình chọn đi nào quý vị khán giả ơi. Chờ đón xem tỷ lệ phần trăm bình chọn cho Trịnh Thắng với tiết mục vừa rồi có cao hay không. Rất hồi hộp. Chín mươi bốn phần trăm, cao.
mừng chiến thắng. Và bây giờ xin mời Thắng lắng nghe số điểm đến từ hội đồng ban giám khảo. Xin mời anh Vân Sơn. 10 điểm tuyệt đối cho tụi em. Wow! Xin cảm ơn giám khảo rộng lượng tốt bụng Vân Sơn. Và bây giờ xin mời số điểm đến từ sư phụ Minh Tân. 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi đến từ giám khảo Minh Tân. Cảm ơn anh. Quý vị thân mến, những nghệ sĩ chuyên về xiếc công năng luôn muốn gây ấn tượng mạnh cho tất cả những người xem. Và hy vọng với tiết mục tiếp theo đây thì thí sinh Nguyễn Văn Hoàng vẫn giữ được phong độ của mình. Và quý vị đón chờ xem độ nguy hiểm của tiết mục này sẽ ra sao. Xin mời Nguyễn Văn Hoàng. Không vậy à, Hoàng Tăng Sư à, mời khán giả ở đây à, đâu à, có ai nặng ký không à? Nặng ký ai à? Lớp mời bác, lớp à, lớp bác ừ à, và ngồi lên chiếc xe à, tự Hoàng Tăng thiết kế ờ à, à, ngồi mình ngồi lên. Và bây giờ Hoàng Tăng sẽ biểu diễn tiếp một xe cán Hoàng ơi. Và hai bạn bước xe. Thủ Nguyễn Văn Hoàng vừa hoàn thành được phần thi của mình. Và bây giờ xin mời giám khảo Vân Sơn đưa ra ý kiến của mình ạ. Hồi hộp quá. Hoàng Tân là một diễn viên xiếc công phu chuyên nghiệp. Em đã từng diễn những tiết mục rất là kinh khủng ở những vòng một. Và hôm nay tất cả mọi thứ nó đều mới hết. Thành ra cái tiết mục mà em đưa vào xích vào mắt để mà em kéo cái thùng này đi đó. Thứ nhất là tại vì cái thùng này á không phải là cái xe xích lô, hay không phải là cái xe có cái bánh to để mình kéo đi thì nó dễ hơn. Cái thùng này á, nó cái bánh nó nhỏ lắm. Với lại hai bạn ngồi trên kia nó không cân với nhau. Nó làm cho bánh nó lệch. Thành ra cái độ nặng, cái sức nặng của nó còn nặng hơn nữa. Cộng với lại cái trò mà lái xe qua người. Nói chung hôm nay em đã hoàn thành xuất sắc được tiết mục này. Cảm ơn em. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Vân Sơn. Không có còn từ ngữ nào. Mình ca tụng, mình dùng hết những lời lẽ văn hoa đẹp nhất rồi. Bây giờ không còn từ nào để xứng đáng với các bạn, các anh, các chị làm xiếc và cung phu như thế này nữa hết. Một lần nữa Quanh nói thiệt chỉ cúi đầu bái phục. Cảm ơn chị Quanh rất nhiều. Xin cảm ơn những tình cảm mà giám khảo chị Quanh đã dành cho cao thủ Nguyễn Văn Hoàng. Và bây giờ xin mời sư phụ Cao Long. Nếu cái xe này em muốn làm kéo như vậy á, thì cái kỹ thuật em đúng của nó đó là em kéo là bằng sức để em móc hai cái đó vô mắt em kéo. Ai cũng đều thấy điều đó. Muốn cái xe này chạy mà chuẩn em đỡ sức một chút, có nghĩa là bốn bánh xe này không được quyền quay. Em thôi, hiểu ý anh nói không? Dạ. Là gà chết một đường thẳng thôi. Khi em kéo thì cái lực nó giữa hai cái lực tương tác nhau anh. Thì anh khuyên em nếu cái xe này mình phải sửa lại bốn cái bánh xe để em kéo để tương tác nó dễ hơn. Cái vô vòng 2 muốn nâng cái độ của em lên, bởi em diễn mà. Đó thì anh thấy vậy anh cũng rất tiếc là anh chưa có đã. Đó tất nhiên là tiết mục em hoàn hảo, em không có bị gì hết nhưng đó chứ thay ví dụ như bữa nay em có thêm trò nữa mà làm á động tác đó, thì anh đã hơn. Và bây giờ xin mời ý kiến đến từ sư phụ Minh Tân. Chiếc xe đó là mình phải làm hoàn hảo là điều thứ nhất, không để cho bánh xe lăn.
mà khi bánh xe làm bị, khi mình đã kéo là cái độ thăng bằng mình không có giám sát được, thì buộc hai cái bánh xe mà để mà nó di chuyển á, là nó sẽ bị chinh, và khi cái lực chinh nó sẽ tăng đi cái lực mạnh của mình, và khi tăng cái lực mạnh thì cặp mắt mình không đủ sức để lôi được cái thùng. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng nhau bình chọn cho Nguyễn Văn Hoàng, cao thủ chúng ta. Rất hồi hộp, không biết là tỷ lệ phần trăm dành cho anh Nguyễn Văn Hoàng sẽ là bao nhiêu đây. Một trong những tiết mục rất nguy hiểm trong ngày hôm nay, đòi hỏi một cơ hội rất lớn với 94%. Chúc mừng anh Nguyễn Văn Hoàng, 94% rất cao. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ ban giám khảo. Xin mời chị Kiều Anh. Số điểm mà Quanh đối với Hoàng là tuyệt đối chứ không bớt một chút nào hết. 10 điểm. Yeah. 10 điểm đến từ giám khảo Kiều Anh. Cảm ơn chị. Và bây giờ xin mời sư phụ Minh Tân. Anh dành cho em là 8 điểm rưỡi. 8 điểm rưỡi đến từ sư phụ Minh Tân. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của một vị vua mà ai cũng phải rất tôn sùng và kính nể anh ấy. Khả năng dẫn điện của anh ta sẽ ra sao trong đêm thi ngày hôm nay? Xin mời vua điện Phan Hồng Nhật. Đây sẽ là tiết mục khó nhất, là Hoàng Nhật sẽ cho dòng điện chạy vào tim.
Hoàng Nhất sẽ dùng thanh kéo này. Dòng điện nó sẽ được chạy qua đây. Dạ vâng, chính xác. Dòng điện sẽ được chạy qua bên đây và đi qua đây và bóng đèn cháy lên. Đây là cái tuy kéo bằng kim loại. Cái kéo này sẽ nằm trong bụng mình. Đưa vào tim, gan và cả bao tử, ruột. Như vậy lục phủ ngũ tạng của anh Hoàng Nhật sẽ được chạm trực tiếp vào dòng điện này với những sợi dây đồng đã được kéo hở ra và chạm trực tiếp vào cái kéo bằng kim loại. Và tiết mục này Hoàng Nhật không thể tự bật điện. Nhật xin mời một vị trong giám khảo. Dạ. Có biết điện đâu phải nó đơn giản, bình thường đã nói điện lúc tăng lúc giảm lúc đủ kiểu hết á, mà không phải vấn đề phỏng mà còn vấn đề nguy hiểm khác nữa. Mà cái mà em phục ở anh là cái ý chí, đương nhiên là cơm áo gạo tiền về vấn đề mưu sinh, nhưng rõ ràng trong đây là một sự thử thách, một cái đam mê dữ dội và một sự liều lĩnh. Cũng là con người với nhau, cũng sinh ra đủ tay đủ chân đủ hết, nhưng mà có người làm được việc phi thường, còn em thì quá phi lý. Dạ, em chỉ biết nói vậy thôi. Dạ, em xin cảm ơn lời chia sẻ của giám khảo Kiều Anh. Xin mời giám khảo Quân Sơn ạ. Cái công năng của em nó đặc biệt lắm, có nghĩa là cái kỹ năng của em á, cái kỹ năng trong con người của em nó đặc biệt quá, thành ra cái tiết mục của em á không có, mình không có so sánh được, không có so sánh bất cứ tiết mục nào hết. Mà cộng thêm hôm nay là em thêm cái phần mà em diễn xiếc, em nút kiếm rồi em đưa dòng điện vô trong lỗ mũi rồi đưa dòng điện vô bụng nữa. Nên nâng cấp lên rồi. Ở ngoài ông sợ ta bây chưa giờ, tin rồi ông đưa luôn lục phủ ngũ tạng ông đó, ghê. Bây giờ nó hay quá rồi, nó đưa vô những cái chỗ mà tận cùng rồi. Em đã mang đến cái buổi trình diễn hôm nay cho khán giả nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và em đã hoàn toàn làm chủ trong tiết mục này, em đã hoàn toàn xuất sắc thành công trong tiết mục này, chúc mừng em. Cảm ơn. Xin mời sư phụ Minh Tân đưa ra ý kiến của mình ạ. Cái thể loại của em diễn thì nó có những cái sự ảo thuật. Thành ra thì anh chỉ nói là khi đã thi như vậy để mình giành để cái giải, để mình lọt vô vòng trong, thì anh là cái người ngồi ghế nóng. Anh chấm rất trung thực, anh không có nể nang đứa em nào hết. Nhưng mà cái lối của em diễn đây là nó pha trộn vô với cái ảo thuật. Sư phụ nhận xét thì mình là con cháu thì mình nghĩ mình nên nghe và có lẽ không nên tranh cãi ở đây, bởi lẽ Hoàng Nhật cũng đã được các giới truyền thông cũng như xác nhận và họ đã công nhận Hoàng Nhật là vua điện Việt Nam. Tức là bây giờ nói nôm na em, cái cơ địa em, điện không làm gì được em, theo khán giả nhìn thấy điều đó. Điều thứ hai nữa, cái bài hôm nay đó em là có cái sáng tạo thêm, tức là em làm thêm cái kéo với những cái kia để em đưa vào trong cái cổ họng em, để em chứng minh được cái hiệu ứng cuối cùng để khán giả thấy dòng điện đi xuyên qua người. Anh thích em ở cái chỗ là cái tính sáng tạo đó và cái lối của em diễn, rồi cái cách mặc trang phục của em cũng vậy. Còn cái phần kỹ thuật hồi nãy đó thì bây giờ trong nghề nhau hết thì anh không phân tích sâu cái đó nữa. Đó, anh chỉ cố gắng mong em là nếu em có lọt được vào vòng trong thì em sáng tạo thêm những cái, nó gọi là những cái kiểu diễn khác, bởi vì em bị đặc thù của một cái là em chỉ xài với điện thôi. Em hiểu không? Cái màu của em nó bị dính với điện thôi. Cho nên anh mong rằng nếu có vào vòng trong được á thì có sáng tạo thêm để một cái gì nữa để cho nó lạ thêm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng đưa ra sự bình chọn của mình để chờ đón xem tỷ lệ bình chọn yêu mến dành cho vua điện Hoàng Nhật sẽ là bao nhiêu phần trăm đây. Thời gian bình chọn bắt đầu. Chỉ có những người có những công năng khả năng rất đặc biệt và dị thường với 96%. Xin mời anh Vân Sơn. Anh sẽ gửi cho em một số điểm mà nó sẽ tương ứng với lại cái tài biểu diễn của em ngày hôm nay.
9.5. 9.5 đến từ giám khảo Vân Sơn, xin cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Minh Tân. 9.5. 9.5 đến từ giám khảo Minh Tân, xin cảm ơn anh Minh Tân. Đã có rất nhiều cao thủ xuất hiện tại vòng xuất quân của kỳ tài lộ diện 2017 và để lại rất nhiều ấn tượng mạnh đối với quý vị khán giả. Đêm nay cũng sẽ là một đêm gây ấn tượng nữa của một cao thủ, đó chính là Lê Minh Hải. À, mình với con mình thì hàng ngày thì đi diễn đường phố. Mình thì làm nghề thì không ai biết tới nên cái sự mưu sinh thì nó khổ. Bé bắt đầu đi theo từ 4 tuổi đến giờ. Tại vì để ở nhà thì không ai canh hết, có hai cha con thôi. Để ở nhà thì sợ nó té ao té suối nên thôi dẫn nó đi theo. Mà đến biểu diễn thì nhiều hên xui à. Nhiều khi thì khán giả người ta cũng cho tiền mình, bo mình. Mà có lượt thì người ta không có bo. Người ta mới hỏi tại sao mày không cho con mày đi học. Giờ em không có được cái gì hết, sao con em được đi học? Mà đi học vô trọng, ví dụ em đóng hôm nay không đóng tiền, tại sao cô giáo cũng đuổi nữa. Đã bước lên sân khấu diễn là anh bỏ hết tâm huyết của em luôn cho bài diễn. Không phải là cần cái đồng tiền người ta cho mình, mà em chỉ cần người ta vỗ tay lại cho con em vui.
đó chính là cao thủ Lê Minh Hải. Và bây giờ xin mời giám khảo Phương Sơn đối mặt với thử thách thật sự dành cho riêng mình. Hãy rút những cây đinh này trực tiếp trên cơ thể của cao thủ Lê Minh Hải. Hãy giúp một tay nào anh Sơn ơi, mạnh mẽ lên nào. Và đây là màn rút xương, à không, rút đinh của anh Vân Sơn. 1, 2, 3, 3. Và bên còn lại liệu rằng là giám khảo Kiều Anh hay không? Em được cái nói thôi chứ em không là đó chính là cao thủ Lê Minh Hải. Và xin cảm ơn những người đồng nghiệp đã trợ diễn cùng với Lê Minh Hải. Và điều đặc biệt hơn nữa, phần trợ diễn vừa rồi đã có sự xuất hiện của con gái ruột của anh đúng không, anh Lê Minh Hải? Cảm ơn con gái rất nhiều. Anh Vân Sơn cảm giác như thế nào khi rút ra cây đinh thật sự cắm trên lưng của anh Hải? Hồi xưa giờ anh xem diễn công phu cũng nhiều, nhưng mà em đó trình diễn những phần rất là nguy hiểm, rất là đau đớn. Nhưng mà em đem lại cho anh Sơn cái cảm giác là gì biết không? Em là một người diễn viên xiếc công phu chuyên nghiệp. Đối với em đó, thì em khi em diễn, anh cảm giác rằng em là cái người mà không bao giờ làm cái chuyện xảy ra một cái gì mà nó trật hết. Tại vì em rất là chuyên nghiệp, từ cái phong cách cho tới con người, cho tới khi mà em đâm cái đinh vào trong người, anh để ý rất kỹ, khi mà em đâm cái đinh vào trong người, các bạn đâm cái đinh vào trong người của em, đâm vào trong ngực của em, đóng vào trong vai của em. Con mắt em không có chớp, cơ mặt của em không có nhúc nhích một chút xíu nào hết. Có nghĩa là tất cả những cảm giác đau đớn nó không ảnh hưởng tới em. Em chuyên nghiệp lắm, em chuyên nghiệp đến mức mà anh không biết dùng lời nào để diễn tả với em. Nhưng mà khi anh hết đau thì ở đây người ta đau. Nói thật sự, quanh cùng mong tổ nghiệp ông trời cho cái nghề này phải nổi bật thiệt nhiều, cho các anh có nhiều show. Mà cái nghề này người ta trân trọng, người ta gọi là người ta nâng niu, người ta trân trọng mỗi lần mở chương trình ra là đầy ấp vé hết và số tiền rất là cao để mới xứng đáng được cái sự hy sinh này. Cảm ơn chị. Nó là cảm như vậy, chị rất là nhiều luôn á. Anh làm bắt đầu chuẩn bị thao tác xỏ, em không coi, thật sự Kiều Anh không dám coi, không dám mà người nó cứ mệt liên tục và sợ khủng khiếp. Nhưng khi thành phẩm thiệt lòng là có, xin lỗi anh là có coi, không phải dày nó dày có, thì lúc đã thành phẩm, nhưng mà khi thành phẩm thì mình mới thấy đau. Nhưng mà anh thích đó, em biết em thích anh nhất gì không? Cái nụ cười của ông, cười lại coi. Dạ, ờ đó ông cứ vậy đó, ông vô dạ. Tư dễ sợ luôn á. Ông đâm vô mà ông đâm 5-7 cái đinh vô người, ông đâm đinh cười nè. Đâu cười lại lần nữa, tôi thích nụ cười này quá. Ờ đó, vậy chúng nha. Chúc mừng Lê Minh Hải. Và bây giờ xin mời sư phụ Cao Long ạ. Cười mà cái giò còn nhúng nhúng. Đây là ổng nè. Thích lắm thiệt, thích lắm lắm luôn á. Em xin lỗi anh Long. Em đẹp muốn gì? Thôi trời ơi, anh có cái đồ bóng nguy hiểm. Về cái kỹ thuật chuyên môn á, thì của Hải á, bữa nay là hết sức trọn vẹn, đầy đủ hết. Mà trong cái bài diễn của con á, nó có mang cái tính nghệ thuật biểu diễn ở trong đó, chứ không phải là con đứng ra con làm những cái động tác nữa nãy, đóng đinh hay cái gì đứng làm hùng hục cũng không phải. Con làm trong đó từng chi tiết của con có chỉnh chu trong đó, để khán giả xem cái đó đó, nó thành sạch một chút, con thấy không, nó sạch. Đó thì cái điều đó là chú đáng khen con cái phần đó. Còn riêng bữa nay mà cái kỹ thuật mà chịu được cái độ đau thì hôm nay là con đầy đủ hết rồi. Hồi nãy giờ mọi người cũng chứng minh điều đó rồi. Tại vì cái nghề này của chúng ta làm thật việc thật chứ không làm giả. Cảm ơn thầy Cao Long.
Xin cảm ơn lời chia sẻ đến từ giám khảo Cao Long. Xin mời sư phụ Minh Tân. Khi mà con làm những tích những cái danh mục á, nó vô quy rít hết, nó làm lôi cuốn cho khán giả. Đấy, điều thứ nhất á, là hồi hộp. Điều thứ hai á, làm cho khán giả người ta phải xúc động. Hôm nay thì thầy thấy con hoàn thiện, thầy chúc mừng con. Và bây giờ sẽ là phần quà của tất cả quý vị khán giả dành cho anh Lê Minh Hải ạ. À. Tỷ lệ phần trăm sẽ là bao nhiêu đây? 9. Mọi người, ngại gì mà không thể hiện được tình cảm của mình cho anh Lê Minh Hải, một cao thủ thật sự, với 98%. 98%. Cảm ơn. Cảm ơn trường quay. Rất tuyệt vời, rất xứng đáng cho một tiết mục rất là thăng hoa, bùng nổ thật sự trên sân khấu của kỳ tài lộ diện. Xin mời chị Kiều Anh. Trân trọng gửi anh điểm 10. 10 điểm đến từ giám khảo Kiều Anh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Rất cảm ơn chị ạ. Và bây giờ chúng ta hãy đến với số điểm của giám khảo Minh Tân. Anh sẽ cho em số điểm là tương lai đó âm thầy. 9 điểm rưỡi. Cảm ơn. Một số điểm rất cao thật sự. Rất cảm ơn Minh Tân. Nay tôi rất là mừng là diễn thì được anh Sơn với chị Kiều Anh rất là thích, và thầy Cao Long với thầy Minh Tân cũng thích nữa. Ai cũng thích tiết mục hết. Mà tôi thì cũng mừng mình diễn cái đó thì nó đau thiệt, nhưng mà được các huấn luyện viên với các trọng tài rất là thương hại, nên cái sự đau đớn biểu diễn trên sân khấu mất đi. Những chiếc vòng quay rất là ảo diệu của anh chàng nghệ sĩ Ba Mặt Bá Đức tuần trước đã khiến cho chúng ta phải rất là bất ngờ và phải bị đánh lừa về ảo giác. Đêm thi ngày hôm nay sẽ là một tiết mục cũng rất hấp dẫn của Bá Đức. We'll be right back.
vời, quá tuyệt vời cho những chàng trai của chúng tôi. Và đặc biệt cảm ơn Bá Đức cùng với những người đồng nghiệp của mình, đó chính là những nghệ sĩ Quốc Công, Đỗ Hoàng và Đắc Thắng. Ở vòng thi xuất quân, anh ấy chỉ cần uyển chuyển với đôi tay của mình để gây ra ảo giác. Ngày hôm nay ảo giác được tăng lên cấp độ đến đỉnh điểm, khiến cho ngay cả giám khảo Kiều Anh cũng phải rất là bất ngờ, đúng không chị? Trời ơi, thiệt tình là quá bất ngờ luôn. Bây giờ còn chóng mặt á. Bây giờ thật sự là một lát nếu có chấm điểm em sẽ trừ bớt vì em chóng mặt rồi. Việc nhanh quá, khủng khiếp quá. Và hồi nãy nó xoay vòng rồi cái tưởng tượng bốn người đó là bốn đứa tôi bị lăn lên đó đó. Trời đất ơi, nói chung một cái tiết mục tôi không bằng lòng vì tôi quá chóng mặt. Vì tôi chóng mặt cho nên một lát tôi chưa biết số điểm sẽ ra sao. Tại vì bốn anh đã làm tôi quá chóng mặt. Trong thời gian chờ đợi chị lấy lại thăng bằng, xin mời giám khảo Vân Sơn ạ. Tiết mục đầu tiên thì anh nhớ là em mang lại những ảo giác. Em dùng những cái vòng xoay, em xoay rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà ngày hôm nay tưng bừng quá. Bây giờ cho anh hỏi thăm nè, thường thường bốn anh em tập vợ với nhau có lâu không? Lâu, mất 2 năm mới ra được một tiết mục. 2 năm mới làm được tiết mục này. Đúng rồi. Rất lâu. Dạ. Hay quá, hôm nay các anh em mang lại cho khán giả. Hôm nay là các anh em là diễn tiết mục cuối cùng. Và tiết mục cuối cùng này là tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho các anh em, nhất là Bá Đức. Tuyệt vời. Và xin mời sư phụ Cao Long. Là như nãy Bá Đức cũng trình bày, quý vị thấy là trong tiết mục này anh em làm tiết mục tập thể trong siếc thì nó hết sức khó. Và các bạn thấy liên tục thế này. Tức là cái độ các bạn cứ tưởng tượng khi nguyên tắc của vật lý vòng tròn khi xoay các bạn nằm trong đó, chỉ cần là tôi nói các bạn chừng 3 vòng thôi là các bạn chịu không nổi bởi cái lực quay của nó rồi. Đó, đây là trong đó các bạn ở đây còn làm thêm động tác kỹ thuật với nhau để giữ được thăng bằng của cái vòng. Khen các bạn hết sức tuyệt vời trong cái tiết mục này. Xin cảm ơn giám khảo Cao Long. Xin mời giám khảo Minh Tân ạ. Rồi anh thấy những cái tiết mục của em thì anh rất là ái mộ. Giờ anh cũng chúc tụi em thành công. Xin cảm ơn sư phụ Minh Tân. Không có gì để chê được. Và hy vọng là quý vị khán giả hãy tạo nên tinh thần dành cho bốn chàng trai này, đặc biệt là Bá Đức. Xin mời tất cả mọi người hãy cùng bình chọn cho Bá Đức đi nào. Bao nhiêu phần trăm đây? Và tỷ lệ bình chọn là 96%. 96% rất cao. Chúc mừng Bá Đức, chúc mừng tất cả anh em. Xin mời số điểm đến từ giám khảo Kiều Anh. Thật sự là tôi chóng mặt dữ lắm. Ủa chưa lấy lại thăng bằng luôn? Chưa lấy lại thăng bằng luôn. Vì cái chóng mặt cho nên bây giờ tôi không thấy được cái số nào mà nó hoàn chỉnh hơn số 10 hết. Tôi chóng mặt lắm rồi. Hoàn chỉnh hơn số 10 thì 10 điểm thôi. Cảm ơn chị. Xin mời giám khảo Minh Tân. Tiết mục khó thì anh cho tụi em 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi đến từ giám khảo Minh Tân. Xin cảm ơn anh. Chúc mừng Bá Đức. Và đây chính là khoảnh khắc mà chúng ta đang rất mong chờ để lắng nghe kết quả cuối cùng với tổng điểm dành cho từng nghệ sĩ, từng cao thủ. Và trước khi công bố tổng số điểm, chúng tôi xin được chúc mừng cho người nghệ sĩ đã giành được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại sân khấu của kỳ tài lộ diện 2017 với 98% phiếu bầu. Xin được chúc mừng cho Lê Minh Hải đã giành được giải thưởng trị giá 5 triệu đồng của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là phần công bố tổng điểm. Và rapper sẽ chúc mừng cho nghệ sĩ đầu tiên bước vào vòng trong vòng tứ chiến. Xin được chúc mừng cho nghệ sĩ Thanh Hoa với tổng điểm 39 điểm. Tiếp theo, cũng với tổng điểm là 39 điểm, xin chúc mừng cho nghệ sĩ Bá Đức và Trịnh Thắng. Xin chúc mừng các nghệ sĩ. Và bây giờ, chúng tôi xin được phép nói lời tạm biệt với thí sinh với tổng điểm là 37. Xin được nói lời cảm ơn và tạm biệt cao thủ Nguyễn Văn Hoàng. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và chúc cho anh Hoàng sẽ luôn có thật nhiều cơ hội để có thể phát triển được sự nghiệp và lòng đam mê của mình. Và tiếp theo sẽ là lời tạm biệt Nguyễn Văn Việt. Xin cảm ơn anh. Và xin chúc cho thí sinh Nguyễn Văn Việt, tức nghệ sĩ Minh Long, sẽ có thật nhiều sức khỏe và càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn nữa để chúng ta có thể cống hiến những tiết mục ấn tượng dành cho quý vị khán giả. Và bây giờ chỉ còn một tấm vé nữa dành cho hai người nghệ sĩ còn lại. Xin mời cả hai bước lên phía trước một bước ạ. Một người sở hữu 39 điểm, một người 38 điểm. Và chúng tôi xin được nói lời chúc mừng đến nghệ sĩ Lê Minh Hải, chúc mừng anh đã bước vào vòng tứ chiến với số điểm 39. Và xin được cảm ơn vua điện của chúng tôi. Những tiết mục của anh luôn mang lại những phút giây giải trí cũng như bất ngờ dành cho tất cả mọi người.
Và kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp tục với vòng đấu chọn quân, 7 thí sinh của bảng trò khéo hứa hẹn sẽ lại mang đến cho quý khán giả những màn ảo thuật không kém phần hấp dẫn. Sự trở lại của Thánh Du Trần Vĩnh Thịnh, đại gia áo đỏ Vương Lập Hòa, màn song đấu của thầy trò Nguyễn Trường Thiên Lộc, trai đẹp Nguyễn Anh Tú khéo léo không tưởng cùng những lá bài, đẳng cấp với Banh Bi cùng Nguyễn Phú Quý, và dễ thương vui nhộn cùng anh nông dân biết làm ảo thuật Lưu Hoàng Phong. Là đây là một cái tiết mục đầu tiên gọi là trò khéo mà anh đã thấy phần trình diễn ảo thuật gia tuyệt vời nhất mà anh Sơn đã xem từ đó tới giờ. Y như một nghệ sĩ biểu diễn đàn piano. Chị vẫn thích đại gia chân vàng.